Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 trang 20-23, bài 7, thơ Văn bạn những cánh bườm, sách cánh diều. Yêu cầu cần đạt đối với bài 7 này đó là chúng ta nhận biết được nét độc đáo về hình thức, từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ và nội dung gồm đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc của bài thơ. Nhận biết và nêu được tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản, công dụng của dấu chấm luận, ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ, trao đổi được về một vấn đề, trân trọng tình cảm cha con cao đẹp, tình mẹ con sâu nặng xúc động. Về phần kiến thức ngữ văn thì chúng ta có các mục như sau. Số 1 nhỏ, từ ngữ và hình ảnh trong thơ. Thơ trữ tình thì thường ngắn gọn nên từ ngữ trong thơ rất là cô đọng, hàm súc. Cũng như ngôn ngữ văn học nói chung, từ ngữ trong thơ có tính gợi hình, gợi cảm, đa nghĩa. Từ ngữ trong thơ thiên về khơi gợi, đòi hỏi người đọc phải chủ động liên tưởng, tưởng tượng để hiểu biết sự phong phú của ý thơ. Hình ảnh trong thơ là hình ảnh về con người, cảnh vật xuất hiện trong thơ, giúp cho việc cái diễn đạt nội dung thêm gợi cảm sinh động. Để khắc họa hình ảnh thì tác giả thường sử dụng những cái từ ngữ, nhất là những cái từ gợi tả âm thanh hoặc là gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật, cách gieo vần, ngắt nhịp và đặc biệt là sử dụng các biện pháp tu từ như là ẩn dụ, so sánh, nhân hóa. Số 2 nhỏ, ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Thì ngữ cảnh của một yếu tố ngôn ngữ ở trong câu văn hoặc là văn bản thường được hiểu là những cái từ ngữ câu đứng trước hoặc đứng sau yếu tố ngôn ngữ đó. Theo nghĩa này thì từ ngữ cảnh đồng nghĩa với từ văn cảnh, hoàn cảnh, tình huống giao tiếp, gồm có các yếu tố đó là chủ thể, đối tượng, mục đích giao tiếp, thời gian, nơi chốn diễn ra hoạt động giao tiếp. Theo nghĩa thì từ ngữ cảnh đồng nghĩa với từ tình huống bối cảnh. Vai trò của ngữ cảnh đối với việc xác định nghĩa của từ ngữ thể hiện ở chỗ. Ngữ cảnh thì giúp người đọc, người nghe xác định nghĩa cụ thể của các từ đa nghĩa, ví dụ như các nghĩa của từ chạy, ở trong bé chạy, tàu chạy, đồng hồ chạy. Hoặc là từ đồng âm, ví dụ như là các từ bác, tôi, trong bác, bát trứng, tôi voi. Ngữ cảnh thì giúp cho người đọc, người nghe xác định nghĩa hàm ẩn của những cái từ ngữ được sử dụng trong các biện pháp tu từ. Ví dụ như nghĩa hàm ẩn của từ in đậm trong câu thơ: mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng, Nguyễn Khoa Đêm. Ngữ cảnh thì giúp cho người đọc, người nghe hiểu được cái hàm ý, thái độ, tình cảm mà người nói thể hiện qua cái việc lựa chọn, sử dụng các từ xưng hô. Chẳng hạn như người chiến sĩ trong bài thơ Mẹ của Bằng Việt xưng con và gọi người đã ân cần chăm sóc anh trong những ngày anh bị thương là mẹ, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm sâu nặng của anh đối với bà. Còn bị thương nằm lại một mùa mưa, nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ. Số 3 nhỏ, dấu chấm luận. Dấu luận là dấu câu gồm dấu ba chấm liền nhau, được dùng để phối hợp với dấu phẩy, tỏ ý còn nhiều nội dung tương tự chưa được liên kết. Ví dụ như chiến công của giống còn để lại cho quê hương, xứ sở, nhiều chứng tích, địa danh, sản vật, Bùi Mạnh Nhị. Thể hiện lời nói bỏ dở hay là ngập ngừng, ngắt quãng vì lý do gì đó. Ví dụ như lúc nãy tao sửa xe rồi bỏ quên trong túi, Nguyễn Nhật Ánh. Làm giảng nhịp điệu câu thơ, câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một cái từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. Ví dụ như cuốn tiểu thuyết được viết trên bưu thiếp báo Hà Nội Mới. Thì đây là phần kiến thức ngữ văn. Tiếp theo là phần đọc hiểu văn bản, những cánh bườm hoàng trung thông. Số 1 nhỏ chuẩn bị. Thì các em sẽ xem lại phần kiến thức ngữ văn ở trên để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Thì các em quan sát ở đây, chúng ta thấy ở đây là hình ảnh về tác giả Hoàng Trung Thông.
sinh năm 1925, mất năm 1993, quê ở Nghệ An. Thì Những cánh bướm, bài thơ Những cánh bướm là một bài thơ tự do, không quy định bắt buộc về số dòng, số tiếng. Dòng thơ dài, ngắn khác nhau, có thể có vần hoặc là không vần. Các văn bản trong thơ, các văn bản thơ trong bài 7 đều là thơ tự do. Thì khi đọc một cái văn bản thơ thì trong đó có thơ tự do, chúng ta cần chú ý đến đó là vần, nhịp, biện pháp tu từ, từ ngữ và hình ảnh. Rồi, các em hãy đọc trước văn bản Những cánh bướm và tìm hiểu thêm về thông tin tác giả Hoàng Trung Thông. Nhớ lại những ước mơ của em khi còn nhỏ, chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn về nội dung những cái ước mơ đấy. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị đọc trước văn bản Những cánh bướm và chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về tác giả Hoàng Trung Thông. Nhà thơ Hoàng Trung Thông, sinh ngày 5 tháng 5 1925, mất năm 1993. Quê gốc là ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông từng là vụ trưởng vụ văn nghệ Ban Tuyên huấn Trung ương, thư ký tòa soạn tạp chí văn nghệ, tổng biên tập tuần báo văn nghệ, viện trưởng viện văn học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, tổng biên tập tạp chí văn học, ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 1 và 2. Tác phẩm thì gồm có các tác phẩm như là Quê hương chiến đấu, thơ 1055, Đường chúng ta đi, thơ 1960. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là Những cánh bướm, thơ 1964, Đầu sóng, thơ 1968, Trong gió lửa, thơ 1971, Như đi trong mơ, thơ 1977, Chiến công tốt thơ 1983, Những ngày thu Liên Xô, bút ký 1983, Chặng đường mới của văn học chúng ta, Phê bình tiểu luận 1961, Cuộc sống thơ và thơ cuộc sống, Phê bình tiểu luận 1979. Thì nhà nghiên cứu giáo sư Phan Ngọc đã từng viết về ông: trong thâm tâm anh là con người nhỏ bé của những con người nhỏ bé. Trong thơ anh chỉ là nhà thơ của những người nhỏ bé và chỉ có một Hoàng Trung Thông nhỏ bé, không hài lòng với chính mình. Đó là cái lớn của Hoàng Trung Thông. Thì chúng ta vừa theo dõi ở đây là những thông tin về nhà thơ Hoàng Trung Thông. Rồi số 2 nhỏ, chúng ta sẽ nhớ lại những cái ước mơ của em khi còn nhỏ, rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với bạn về những cái ước mơ. Ví dụ như là chẳng hạn như em ước mơ hồi nhỏ em trở thành là cô giáo, thì em muốn để làm cô giáo thì chúng ta phải như thế nào? Phải học thật tốt, trở thành một người, để trở thành một người cô hiền dịu mẫu mực, được các em học sinh yêu mến, kính trọng. Tiếp theo là phần đọc hiểu. Chúng ta sẽ đọc bài thơ. Hai cha con bước đi trên cát, ánh mặt trời rực rỡ biển xanh. Bóng cha dài lên khênh, bóng con tròn chắc nịch. Sau trận mưa đêm rã rích, cát càng mịn biển càng trong. Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng, nghe con bước lòng vui phơi phới. Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi, cha ơi sao sau kia chỉ thấy nước thấy trời, không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó. Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ, theo cánh bướm đi mãi đến nơi xa, sẽ có cây, có cửa, có nhà, vẫn là đất nước của ta. Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến. Cha lại dắt con đi trên cát mịn, ánh nắng chạy đầy vai. Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời, con lại trỏ cánh bướm xa nói khẽ, cha mượn cho con bướm trắng nhé để con đi. Lời của con hay tiếng sóng thầm thì, hay tiếng của lòng cha từ một trời xanh thẳm. Lần đầu tiên nước biển khơi vô tận, cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con. 1963, nhiều tác giả thơ Việt Nam 1945-1975, nhà xuất bản tác phẩm mới Hà Nội 1976.
Như vậy các em vừa theo dõi bài thơ Những Cánh Buồm. Thì nội dung bài thơ nêu lên cái cảm xúc, ước mơ của hai cha con muốn đi khám phá những vùng đất xa xôi, được thể hiện qua cuộc nói chuyện khi cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Rồi ở trong bài thơ chúng ta sẽ có những câu hỏi ở giữa bài, những câu hỏi lưu ý ở đây. Số 1 nhỏ, lưu ý các từ ngữ chỉ không gian, thời gian ở hai khổ thơ đầu. Thì các em đọc hai khổ thơ đầu, thì không gian ở đây, những cái từ ngữ chỉ không gian đó là từ cát, biển xanh, thời gian là ánh mặt trời, mưa đêm, ánh mai hồng. Thì nói đến buổi bình minh sau trận mưa đêm. Xác định các từ lấy có trong bài thơ và tìm nghĩa của chúng. Thì ở trong bài thơ chúng ta có các từ lấy và nghĩa của nó là: rực rỡ ở đây là dùng để chỉ vẻ đẹp của ánh mặt trời. Mặt trời sớm mai chiếu ánh sáng lấp lánh vàng rực lên biển xanh. Vẻ đẹp ấy tượng trưng cho tương lai tươi sáng rộng mở của con. Từ lên khen là từ lấy tượng hình dùng để diễn tả cái bóng cao lớn của cha, qua đó nói lên vai trò che chở, bảo vệ và nâng đỡ để con trưởng thành. Rã rít là từ lấy tượng thanh dùng để tả trận mưa đêm, nhưng nó cũng ẩn dụ cho những gì lạnh lẽo tối tăm đã qua, đối lập với buổi bình minh lộng lại hiện tại, cho thấy niềm tin của cha vào tương lai tốt đẹp của con. Tiếp theo từ phơi phới có tác dụng nhấn mạnh niềm vui trào dâng trong lòng người cha khi thấy con tiếp bước mình thực hiện ước mơ. Trầm ngâm là người cha vừa nhìn phía chân trời vừa suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì. Thầm thì, tiếng sóng vỗ rì rào nhỏ nhẹ như tiếng người nói nhỏ bên tai. Rồi tiếp theo, người cha có những cử chỉ tâm sự như thế nào? Thì thái độ của người cha đối với con là vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến. Cha ân cần giải thích cho con về thắc mắc sao không thấy nhà, cây, cối, con người mà chỉ thấy nước, thấy trời. Thì qua đây thể hiện được cái tình yêu thương và sự dịu dàng của người cha đối với đứa con nhỏ. Tiếp theo, dấu chấm lửng trong bài thơ này có tác dụng gì? Thì ở trong bài thơ chúng ta thấy có những dấu chấm lửng. Thì dấu chấm lửng ở trong dòng cuối khổ thơ biểu thị lời nói ngân dài, chưa kết thúc. Người con sẽ đi xa bằng những cánh buồm trắng thực hiện ước mơ của mình. Tiếp theo, em hiểu ý của dòng thơ cuối bài là gì? Thì ý của dòng thơ cuối bài là người cha nhớ lại những cái ước mơ của mình qua những câu nói thể hiện ước mơ hồn nhiên của người con. Tiếp theo câu hỏi cuối bài số 1, chỉ ra đặc điểm hình thức của bài thơ. Những cánh buồm thể hiện qua các yếu tố, số tiếng ở các dòng thơ, số dòng ở mỗi khổ thơ và các thiệp vần. Thì ở đây, bài thơ Những Cánh Buồm này là thể thơ tự do, thì mỗi dòng thơ thường có 5 đến 7 chữ. Số dòng ở mỗi khổ thơ không có cố định, có khổ 4 dòng, có khổ 5, 6 hoặc là 8 dòng. Các thiệp vần của bài thơ cũng rất tự do, không theo niêm luật quy tắc thông thường. Tiếp theo câu 2, người cha và người con trò chuyện về điều gì? Dựa vào những cái hình ảnh đó có được trong bài thơ,
Em hãy tưởng tượng và miêu tả bằng lời của em về cảnh hai cha con đi dạo và trò chuyện bên bãi biển. Như vậy thì chúng ta thấy hai cha con trong bài thơ trò chuyện về sự mênh mông vô tận của biển khơi và khát vọng khám phá những vùng đất xa xôi. Rồi, chúng ta dựa vào những hình ảnh có trong bài thơ, chúng ta sẽ tưởng tượng miêu tả lại bằng lời của em về cảnh hai cha con đi dạo và trò chuyện trên bãi biển như sau. Đang đi, bỗng cậu bé lắc tay cha khẽ hỏi là: "Sao ở xa kia chỉ thấy nước, thấy trời, không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người vậy cha?" Thì người cha mỉm cười bảo là: "Con cứ theo cánh buồm kia thì chúng ta sẽ đi mãi, ta sẽ thấy cây, thấy nhà, thấy người." Nhưng nơi đó cha cũng chưa hề đi đến. Thì người cha bất chợt trầm ngâm nhìn mãi cuối trời, chân trời. Thì cậu bé lại chỉ cánh buồm bảo là: "Cha hãy mượn cho con những cánh buồm trắng kia nhé để con đi." Thì lời chân thành của đứa con đã làm cho người cha bồi hồi cảm động. Đó là lời của người cha, là mơ ước của ông thời ông còn là một cậu bé bằng tuổi con ông bây giờ. Lần đầu được đứng trước biển khơi vô tận, người cha đã bắt gặp lại mình trong ước mơ của con. Tiếp theo câu 3, trong bài thơ hình ảnh cánh buồm được nhắc đến mấy lần, hình ảnh đó tượng trưng cho điều gì? Thì trong bài thơ hình ảnh cánh buồm được nhắc đến 3 lần ở dòng thơ thứ 14, theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa. Dòng thơ thứ 21 và 22, con lại trở cánh buồm xa nói khẽ, cha mượn cho con buồm trắng nhé. Thì cánh buồm ở đây tượng trưng cho cái phương tiện để thực hiện hóa cái khát vọng được đi khắp đó đây, khám phá những điều mới mẻ của người con. Tiếp theo số 4 nhỏ, qua những câu hỏi, lời nói của mình, người con đã bộc lộ ước mơ gì, em có nhận xét gì về ước mơ đó? Thì chúng ta thấy trong bài thơ, người con đã hỏi và nói với cha: "Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước mây trời, không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó, cha mượn cho con buồm trắng nhé để con đi." Thì qua những cái câu hỏi này, chúng ta thấy lời nói ở đây, người con muốn được đến những nơi chưa hề đi đến để khám phá những điều mới mẻ ở đó, đó là được. Đó là cái ước mơ rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và đẹp đẽ. Tiếp theo câu số 5, ước mơ của người con gợi cho người cha nhớ đến điều gì? Em hãy đóng vai người cha diễn tả lại cảm xúc suy nghĩ của nhân vật này trước lời đề nghị của con. Như vậy chúng ta hãy cho biết là ước mơ của người con gợi cho người cha nhớ đến điều gì. Thì ước mơ của người con gợi cho người cha nhớ đến những cái ước mơ của mình. Khi còn nhỏ, người cha đã cũng từng khao khát được đi xa đến những vùng đất mới để mà tìm hiểu những điều mới lạ. Đóng vai người cha diễn tả lại cảm xúc như sau. Ví dụ như là: "Tôi vô cùng hạnh phúc như trẻ lại khi tìm lại mình, tìm lại được những khát vọng thuở trước trong tiếng ước mơ của con. Những khát vọng của con cũng là khát vọng của tôi ngày thơ ấu. Gặp lại những khát vọng nơi con, lòng tôi nhen nhóm lên bao hy vọng con sẽ mang cái khát vọng của con và cả của tôi đi xa hơn nữa trong cuộc đời. Những điều tôi chưa làm được từ nay sẽ được gửi gắm nơi con."
Tiếp theo câu số 6, em thích nhất khổ thơ hay hình ảnh nào trong bài thơ vì sao? Như vậy chúng ta sẽ nêu cái khổ thơ hay là hình ảnh thơ mà em thích trong bài thơ và giải thích vì sao. Có ví dụ như em thích nhất hình ảnh cha dắt con đi dưới ánh mai hồng trong bài thơ này. Vì hình ảnh cha dắt con đi dưới ánh mai hồng thể hiện cái tình yêu con rất riêng của người cha. Hình ảnh đó cũng thể hiện cái niềm tin của người cha vào tương lai ngời sáng của con. Có cha dìu dắt, con nhất định sẽ vững bước và trưởng thành. Hình ảnh thân mật đầy yêu thương của cha và con gợi lên trong người đọc niềm xúc động sâu xa. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.